tôi kể người nghe, đời lắm ba điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thơ ấy điệp vui như bướm trắng đắm bên làn, làm như bóng hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng làn chung. Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị và các bạn là đô la Pioneer CS A7. Loa sở hữu bass 25 cm, chung giấy và chép giấy nha quý vị, gần vải màng giấy. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay. Mặc dù là bass 25 cm nhưng mà tiếng bass của nó đánh rất là hay quý vị, đánh lực mà sâu quý vị, rất là hay. Dòng này quý vị nghe nhạc vàng thì nó tuyệt vời rồi, không cần của nó nữa. Nhạc vàng, những dòng nhạc vàng xưa hay những dòng nhạc mới như bây giờ, tiếng nó đều hòa giải quý vị. Lo này quý vị có thể hát karaoke luôn nha quý vị. Đừng nhìn nhau chi mà huyết lệ bờ, tình dù chưa phai không tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu. Cái này là cái vết này là giống như nó bị phai màu chỗ này nha quý vị, chứ nó không bị gì nữa. Không quay sát cho quý vị xem nè. Giống như nó bị phai màu cho đó vậy, không bị hết. Lo này có kích thước là chiều ngang 36, chiều sâu 33 và chiều cao nó khoảng 80 các bạn, chiều cao 80. Phía dưới nó có phần chân các bạn, chân nó khoảng mấy phần á. Thành quách góc cạnh thì rất là đẹp nha. Thùng này nó sơn giống như sơn mài quý vị, sơn bóng pino à, rất đẹp nha quý vị. Đô la này có giá là 5.200.000 đồng, chắc âm là bỏ ra 5.200.000 thôi quý vị. Quý vị đã có được cái đô la hay như vậy rồi thì đô này bao ship cho quý vị luôn nha, 5.200.000 bao ship toàn quốc cho quý vị luôn, cực kỳ. Một đô la hay đẹp như thế này thì chỉ bỏ ra 5.200.000 thôi, quý vị đã sở hữu được cái chất âm như thế này rồi.